Đây là một cái dòng hoa thân gỗ quý. Cây hoa sen đất này cũng có khả năng chịu nắng nóng tốt, phù hợp với điều kiện khí hậu của ba miền Việt Nam. Những bông hoa sen đất tại nhà vườn Ngọc Lâm đã bắt đầu nở hoa rồi nhé. Hoa nở thì có hình dạng búp sen như này. Mỗi bông hoa sẽ có khoảng từ 8 tới 10 cánh hoa. Khi hoa nở thì nó sẽ có màu trắng thuần khiết, đầy tinh khôi và nó toát ra một cái hương thơm rất là lồng lan và quyến rũ. Đấy, rất là thơm vậy nhé. Mùa hoa nở sẽ bắt đầu từ khoảng tầm tháng 4, tháng 6 hàng năm. Mặt trên lá có màu xanh thẫm, mặt dưới lá thì nó sẽ có một cái lớp lông nhung màu nâu như này. Đây là một cái dòng hoa thân gỗ quý lâu năm, những cây trưởng thành có thể đạt tới chiều cao khoảng từ 5 tới 6 mét. Cây hoa sen đất này cũng có khả năng chịu nắng nóng tốt, phù hợp với điều kiện khí hậu của ba miền Việt Nam, miền Bắc, miền Trung, miền Nam đều trồng được. Cây rất là dễ trồng và chăm sóc. Và trồng được cây giống chỉ khoảng tầm hơn 1 năm thôi là cây bắt đầu ra hoa rồi. Đấy, cây cũng rất là dễ trồng, chịu nắng nóng tốt, tuổi thọ cao. Cây càng lâu năm thì cho hoa càng sai nữa nhé. Đây là những cánh hoa sen đất. Nó mang một cái nét đẹp rất là thuần khiết và tinh khôi như thế này. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan cái vườn cây hoa sen đất tại vườn nhà mình. Vườn mình hiện nay thì có đầy đủ các kích thước từ cây giống cao khoảng tầm 70-80 phân, hay là những cây trưởng thành nó cao khoảng tầm 2m1-2m2 như này. Cây mình đều có số lượng rất là nhiều. Đấy, còn những cây to hơn thì nó cao khoảng tầm 4-5m, có những cây cao khoảng tầm 7-8m. Đấy, như cây này thì thoát thân của nó được khoảng tầm 1m các bạn nhé. Đấy, nhiều bạn thích cây nó cành tán nó sum suê như này thì bên mình cũng có nhé, thoát thân khoảng tầm 1m này. Tán bên trên thì nó từ cái vị trí thoát thân này lên trên đỉnh ngọn thì hiện tại nó cũng được khoảng tầm 1m1, 1m2 rồi. Cây hiện tại đã bắt đầu phân nhánh ra rất là nhiều. Đấy, và các bạn có thể kéo cành tạo tán nếu bạn muốn cành tán sum suê hơn. Đấy, cái dòng này là một cái dòng cây thân gỗ quý, lá xanh tốt quanh năm các bạn nhé. Các bạn có thể lựa chọn vừa trồng làm cây bóng mát, vừa làm cây cảnh để trang trí cảnh quan khuôn viên sân vườn. Đấy, cây thì có tuổi thọ rất là cao. Tất cả những cây này thì bên dưới này bên mình đều trồng những cái bầu vải như này. Khi vận chuyển cây cho bạn trồng nó sẽ rất là bảo nhé. Cây sen đất này thì nó cũng rất là dễ trồng, dễ chăm sóc thôi. Hoa nở thì cũng rất là bền, từ lúc nở đến lúc tàn cũng khoảng tầm 10 tới 15 ngày các bạn nhé. Đấy, hoa rất là thơm và đẹp. Các bạn có thể tham khảo cái giống cây này để trang trí cảnh quan khuôn viên sân vườn. Bên mình thì có đầy đủ các kích thước các bạn nhé, từ cây giống, cây trai, cây trưởng thành đều có số lượng rất là nhiều. Giao hàng toàn quốc. Các bạn có nhu cầu sưu tầm cái giống hoa sen đất này về trồng cho khuôn viên gia đình mình, liên hệ tới nhà vườn Ngọc Lâm qua hai số điện thoại hotline Zalo là 0968 750386 và 092 391 6866 các bạn nhé.